Đây nó không đơn giản như mình nghĩ. Cổ ơi, mua giúp đi mà. Cứng thế. Không chơi nữa. Anh ích kỷ á. Em vì chiến thắng và lấy chuyện tình cảm chúng ta ra làm vậy. Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất kỳ. Nằm tại ấp Văn Hóa Thạnh Hưng, huyện Gò Công Tây. Lưu ý, bạn không được phép lấy lý do tham gia chương trình để ở lại. Từ một người không quen biết mà người ta cho phép mình vào nhà và ở tá túc qua một đêm, đấy là một điều rất là khó. Tiền Giang đang trải qua những cơn mưa khá to và dai dẳng, nên giờ đây hai nghệ sĩ phải đội áo mưa để đi xin nhà. Đây có thể là khó khăn đầu tiên cho thử thách thứ ba này. Chào bác ạ, ngày hôm nay thì chú có thể cho cháu ở nhờ một đêm ở đây được không ạ? Đây cũng chật, nó không có chỗ, có hỏi với mấy dưới này cũng trống nè, có ít người. Vâng ạ. Rồi mấy bên kia cũng ít nữa. Dạ, vâng ạ, chào, cảm ơn chú ạ. Chưa bao giờ tìm một cái căn nhà nào mà mình không quen biết để ở, cho nên là trong đầu sẽ nghĩ là phải nói như thế nào và cũng rất là sự ngại nữa. Toàn ruộng không à? Trời đã bắt đầu tối dần. Liệu hai nghệ sĩ phải đi bao lâu để tìm được ngôi nhà ở lại đêm nay? Dạ, con chào cô ạ. Cô ơi, bọn con buổi tối này bọn... con có thi chương trình Việt Nam Idol ấy, thì không biết là nhà mình có xem Việt Nam Idol không? Có. Dạ vâng, thì con được giải ba, con là Đông Hùng ạ. Thì con có xuống đây để quay hình cho đài truyền hình ấy. Thì hôm nay trời cũng muộn rồi, con muốn xin tá túc vào một đêm ở nhà mình có được không ạ? Lát có chú về còn sao chứ, giờ cô không dám. À thế ạ? Thế mấy giờ chú về ạ cô? Chú nhậu. Ôi rồi, thế ạ? Dạ vâng, thế có khi là con đi quanh đi một lát nữa. Dạ, cảm ơn cô. Hả? Có khả năng. Dạ cô đổi ý rồi cô. Này chào chú ạ. À, chú ơi, hôm nay con và bọn em có thể xin ngủ nhờ một đêm ở đây được không ạ? Ở đâu? Dạ. Ở đây hả? Dạ vâng ạ. Làm gì? Tại vì hôm nay là em phải đi để tìm ngủ một đêm tại đây, tại cái ấp này, cho nên là mình có thể cho em ngủ nhờ được không ạ? Đi đâu mà? À, em là ở trên Sài Gòn xuống đây. À, quay hình. Cái lý do này em không được nói ra. Vậy ở quanh đây có nhà nào mà có thể rộng hơn được không? Có không hả anh? Hay là... Vâng. Anh có thể giúp em... Có bởi những nhà đó trống. Vâng ạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn gia đình ạ. Nhà chỉ có một giường ngủ thôi, giờ phải đi qua bên kia. Khác hẳn với hình ảnh của Phương Linh trong hai thử thách đầu là nhanh nhẹn và hoạt bát, giờ đây trông cô nàng có vẻ rụt rè và nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô. Ôi. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Chú đi nhậu mấy giờ về hả cô? À thế à? Như vậy anh chàng phải thật khéo léo nếu muốn có chỗ ngủ qua đêm. Đây có lẽ là việc không khó đối với anh. Đúng như lời cô chủ nói,
Mỗi lần đi nhậu về, chồng lại rất khó tính. Anh chàng đành lủi thủi tìm một ngôi nhà khác. Khi mà nhìn thấy một cái ngôi nhà to như thế, màu xanh rất là to và một cái khu vườn rất là rộng, thì mình nghĩ rằng là nếu mà đi vào đó thì chắc chắn là họ sẽ có nhà cho mình ạ. Dạ, chào chú ạ, chào gia đình ạ. Thưa chú là ngày hôm nay chú có thể giúp cháu là cho cháu tá túc ở đây một đêm đến sáng mai được không ạ? Hai bác giúp con với ạ. Hiện tại chỉ có một mình con thôi ạ. Dường như việc lo lắng mình có xin được nhà hay không làm cô quên luôn mình đang mang dép vào trong nhà. Và với anh chủ nhà khó tính, cô bị từ chối ngay lập tức. Anh có thể thuyết phục ba mẹ cho em ở đây được không ạ? Không, có thể ba mẹ mình là kể. Dạ, có được không ạ? Có vẻ sở trường của cô có tác dụng mọi lúc mọi nơi. Và một lần nữa giúp cô có chỗ tá túc qua đêm. Nhà hay là gian nhỉ? Em muốn xin ở nhờ một đêm ạ. Nhà thì không có ai hết. Cảm ơn ạ. Cứ tưởng vẻ tự tin sẽ giúp anh chàng tìm được nhà trước Phương Linh, nhưng may mắn lại chưa mỉm cười với anh. Dạ, con chào bác ạ. Con chào bác ạ. Chú ơi, tối nay con có thể xin tá túc nhờ một đêm ở đây không ạ? Ở luôn không? Cưng ở đâu lận? Đây là ở trên. Dạ, con thì là ở Sài Gòn ạ. Làm trên xe kia để giống như nữ có 4 vợ, nữ có 4 vợ cái gì á. Cho em biết em là ở đâu cái cho em tá túc nhờ. Thì em là Đông Hùng và em được giải 3 của Việt Nam Idol. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, xin hỏi gia đình mình cho mình em tá túc nhờ một đêm. Dạ. Gặp một gia đình khá quen thuộc với chương trình nên việc xin ở lại trở nên quá dễ dàng. Ôi em cảm ơn ạ. Sau khi được vào nhà, vẻ lo lắng dường như không còn. Ngay lập tức cô trở về với Phương Linh, lúc nào cũng vui tươi mà không quên mè nheo. Ui nhưng mà em sợ lắm. Con mèo nó cắn thì sao? Tối như thế là lần sau dọn được ạ? Thế ạ, vẫn phải dọn ạ. Cái gì đấy anh? Mời anh chụp chơm. Vâng ạ. Ôi được ăn đã, xong rồi mới bắt làm. Có dằn một ngò hết sáng. 6 giờ có bỏ mùng ra. Cái mùng ở đây gọi là cái màn ở ngoài Bắc phải không ạ? Cái để mà che cho muỗi nó không... Trùm dòng cái chuồng vậy. Trùng vô, lợn phải răng mủ như này. Ui, có lợn to ấy. Ôi, nó đang chửa à? Lợn thì khoảng bao lâu thì đẻ à? Ui, hẳn là thế luôn đi ạ. Biết được Đông Hùng đã khá mệt và những cơn thử thách của chương trình, nên vừa vào đến nhà, gia đình đã chuẩn bị ngay cho Đông Hùng một bữa cơm ấm cúng. Từ lập này mới từ ba Sài Gòn bây giờ là không làm cơm gia đình. Nhưng mà ở Sài Gòn nó chứ ăn uống cũng đâu có giống như quê. Bởi vì ngày trước là nhà con cũng thế, sau khi mà nhà con mắc nợ người ta, thế thì con phải vào trong Sài Gòn mình thân lập nghiệp. Nhà con là cũng chịu cảnh ly tán. Hiện tại bây giờ thì con ở trong Sài Gòn và mẹ con cũng ở trong Sài Gòn luôn, nhưng mà hai mẹ con là ở hơi xa nhau một chút, bởi vì khi mà nợ tiền nhà người ta đều cảnh suốt, thì mẹ con lại không muốn để con bị liên lụy nên là đẩy con đi ra xa. Nhiều người nhìn thấy con bảo là đi hát hay hò, nhưng mà người ta không nghĩ hoàn cảnh nhà mình, gia đình nhà mình như thế. Hiện tại con cố gắng đến bây giờ cũng chỉ có một mục đích là làm sao để gây dựng lại cái gia đình. Sang năm con cố gắng là lo xong thủ tục tất cả các thứ để cho em trai vào đây tìm trường, tìm lớp trong này. Để cho mẹ, bởi vì mẹ trong này cũng ở lùi thủi với mình, cũng buồn, cũng khổ. Nên là cũng thương, nên là muốn cho em trai vào đây để gặp mẹ. Nếu sau này mà có dịp con trở về đây thì con gặp lại cô vào ngay như này, chưa nhà thăm cô chú với ông bà nha. Dạ. Ừ. Cái này khó thế, mình chưa nhóm cái này bao giờ. Người xưa có câu, muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Và cô nàng đang phải vất vả với công việc này, vì từ xưa đến giờ cô chưa từng làm qua.
đượm chưa? Mình thật là siêu quá đi. Đây là món canh cá chua. Đi hát bao nhiêu năm ạ? Em mới đi hát ạ. Em mới thi cái Vietnam Idol xong là mới bắt đầu đi hát. Thế là anh chị lấy nhau lâu chưa ạ? Đúng rồi. 2010. Ủa thế em bé mới 2 tuổi thì là 2 năm anh chị mới sinh em bé. 2 năm mới sinh. Hồi xưa là mình mới ngấu tới 35 tuổi có vợ. Mà không ngờ mới 31 bị dùng. Ngày xưa anh chị yêu nhau bao lâu thì mới cưới ạ? Gần 3 năm cơ. Ủa em mới Đông Hùng với mới có thích nhau được có 7 tháng. Mà chắc là qua chương trình để bỏ nhau. Ăn cơm cùng anh và vợ của anh, hỏi rất là nhiều chuyện và gia đình thì rất là thân thiện. Mình quá là may mắn khi mà được ở cùng với một gia đình vừa thân thiện. Mình có chỗ ngủ riêng, mọi việc sinh hoạt với gia đình cũng rất là thoải mái. Anh Thành và chị Nhung cuộc sống hiện tại còn khó khăn nên cả hai cùng cố gắng đi làm để chăm sóc cho con nhỏ và cha mẹ tuổi cũng đã lớn. Hãy cùng Phương Linh trải qua một đêm tại ngôi nhà nhỏ này. Bình thường mà con đi diễn nhiều á, mà kiểu như là thời gian không có nhiều, toàn phải tự chuẩn bị trong ba lô này là mì gói á, rảnh đâu là úp mì ăn luôn đấy. Cực ha, làm gì cũng cực. Thế là mấy bé này đã nghỉ hè chưa? Dạ rồi, đang nghỉ hè. Cái đợt vừa rồi thì có được học sinh giỏi hết không? Từ lớp 1 lên tới lớp 5 á, là nó học giỏi không? Vâng. Con bé này là không có bố á. Từ nhỏ đã bỏ rồi, không phải chung bố nữa rồi. Ra tự con nuôi nó thôi. Mà nó nuôi nó là phải tự nó lo nó học, chứ mà nó không lo học là mẹ không có thời gian để mẹ dạy cho con. Thế là bạn ạ. Bố của em là... Bố của em cũng ở gần đây, nhưng mà gì cũng hồi xưa cũng có gia đình. Và cũng với nhau cũng cưới hỏi đàng hoàng, nhưng mà sau thời gian tìm hiểu nhau thì cũng hợp á, cái chị cô không có còn qua lại nữa, cô về đây ở với mẹ luôn. Được nghe cô Vân tâm sự về cái chuyện như vậy thì mình cảm nhận được rõ một sự đồng cảm. Hùng rất thấy thương em Nhi. Em Nhi từ bé lớn lại không được có cái sự quan tâm yêu thương của ba rồi. Chị Tuyết năm nay đã bước sang 40, nhưng cuộc sống của chị thực sự khó khăn khi phải một mình chăm sóc cho đứa con gái khi không có cha bên cạnh. Hàng ngày, chị phải đi bán vé số, tối đến nhận làm thuê hàng gia công, kiếm những đồng tiền ít ỏi để vun vén cuộc sống và mong nuôi con ăn học thành tài. Nhưng chị luôn cười với nụ cười lạc quan của một người đầy nghị lực. Con xa quê là được gần 1.5 năm rồi, chưa về thăm quê lần nào. Bố làm ruộng hay là gì? Ngày trước là gia đình là cũng làm ruộng. Ngày trước gia đình cũng làm ruộng, với cả làm ở nhà có cái lò mổ lợn luôn ạ. Sau này lên thành phố thì bố không làm ở dưới quê nữa. Về nhà mình con cảm giác giống như được về quê ấy, mà thấy cũng vui, bởi vì là ngày bé thì con cũng hay về quê ở ngoài kia, nhưng mà dần dần lớn lên nữa không được về nữa. Em ở trong đây được khi nào em đi về quê em chơi không? Thì cũng thỉnh thoảng là khi nào được có đợt diễn ở ngoài Hà Nội thì mới ra Hà Nội. Còn nếu không thì vẫn phải ở trong này ạ. Chúc anh chị ngủ ngon ạ. Hùng sẽ đi ngủ đây. Good night. Bye bye. Bye. Bao tiền một tờ hả cô? 10.000 một tờ. Vâng, rồi. Đông Hùng sẽ khởi đầu một buổi sáng bằng một công việc thực sự ý nghĩa. Đó là phụ giúp chị Tuyết đi bán vé số. Chú mua vé số không chú? Anh mua vé số anh. Vì vừa sáng sớm người ta chưa kịp ăn sáng, mình đã bán vé số rồi. Chú ơi, có bộ số đẹp chú mua con với. Chị bắt đầu công việc lúc 6 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều mới bán hết 100 tờ vé số. Nhưng ngày hôm nay, với sự giúp sức của Đông Hùng, có vẻ chị sẽ được về sớm. Dạ, em cảm ơn ạ. Điều mà làm cho Hùng thấy thú vị nhất là khi mà đi bán vé số của Hùng. Rất là may mắn khi mà Hùng được mọi người biết đến. Chính vì từ mọi người biết đến như thế, vậy mà mọi người mua ủng hộ cho mình cái số vé số như vậy. Nếu mà đặt hoàn cảnh của cô Vân vào thì sao, thì Đông Hùng nghĩ là điều đấy sẽ khó khăn hơn rất là nhiều.
Mình còn bao nhiêu tờ cô nhỉ? Đây từng này rồi. Cũng mấy chục à, 40-50 gì đó đó. Vâng. Sao cô là hết chưa? Hết rồi. Đây à? Con cầm hết rồi đó. Là con cầm hết rồi gì? Dạ. Một người khách hàng đã mua của Hùng là 50 tấm vé số, 50 tấm vé số thưa quý vị. Và thay mặt cho chương trình và thì con xin phép được cảm ơn chú ạ. Cảm ơn cả nhà. Con thấy mệt không? Con thấy bình thường. Không mệt. Cái gì? À, chiều nắng là tốt. Đúng rồi, cái việc làm của người bình thường mình cũng làm giống vậy được. Vâng. Con bò kìa. Bò đừng cắn nhỉ. Ừ, sao cái lưỡi của anh to thế? Phương Linh thì bắt đầu với công việc khá nhẹ nhàng, đó là cắt cỏ cho bò ăn. Nhưng dường như chú bò tỏ vẻ không hài lòng nên không chịu ăn. Nó cắn luôn ạ. Thử ăn cái cỏ này. Cỏ này ngon lắm ạ. Ngon chưa? Sợ. Em chỉ ăn thôi. Nó tức giận à? Nó tức giận đấy. Lần đầu tiên là đi cho bò ăn. Con bò thì mình cũng nghĩ là nó sẽ hiền thôi. Nhưng mà con bò ở nhà cô chú thì hơi dữ. Nó có nhìn thấy mình xong rồi nó có thích hộ húc đổ chuồng ra. Nó rất là háu ăn cho nên là chắc là nó không thích ăn thịt người đâu. Nó hay thở dài nhỉ. Thôi, không cho nó ăn. Bye bye. Hát nha. Chờ đợi từ tối đến giờ, bây giờ các bạn nhỏ mới được thưởng thức giọng hát trầm ấm của anh. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Đấy, tự vỗ tay, tự khen, tự thưởng. Rồi phiêu linh hát để gió cuốn em đi mãi xa vời. Làn mây phiêu lãng nơi cuối trời. Tìm em phải làm sao để có nụ cười. Một ngày mưa rơi năm nào, chiều nay không có mưa rơi. Chiều nay không có những mộng mơ. Tuy chỉ nuôi thêm vài con vịt, nhưng với chị, đó là một thú vui và ít nhiều cũng có thêm một phần thu nhập cho gia đình. Anh chàng thì không biết làm gì hơn, ngoài việc tự tay mình vớt bèo và cho chúng ăn. Đây rồi đó. Nhà ở đây không phải làm ruộng à, hả cô? Làm ruộng hết à, quê này làm ruộng hết luôn. Ruộng hết? À. Cũng như làm có đạt mà ông gà lại không, đâu có làm gì đâu. Ở nhà xong rồi còn nuôi nuôi gà, nuôi vịt. Nuôi thế cũng cực. Ngày xưa ở đây thì vất vả lắm. Hà Nội thì là thủ đô. Bây giờ trẻ người ta không ở nhà người ta gặp nữa đâu. Ta toàn đi làm xa hoặc là đi vào trong Nam để làm đấy. Trong Nam làm không á. Cho nên là không có lúa lết gì ở nhà ấy. Ngoài Hà Nội thì giống như ở Sài Gòn đấy ạ. Bây giờ ở trong một làng thì làm ruộng, nhưng qua ra đường lộ kia thì lại bán hàng. Ở đấy mát sướng thật đấy. Ngủ ngon nơi là ngon. Đúng không hả? Bây giờ bọn cháu ở ngoài kia phải nằm điều hòa. Nóng lắm. Ở đây nhiều cây cối nên mát. Anh chàng sẽ sang nhà hàng xóm thăm những thủ phạm làm anh mất ngủ đêm qua. Ăn đi. Thôi 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 đây đây đây. Phải tạm biệt gia đình. Thì hôm nay rất là tiếc khi mà gia đình mình lại toàn là viên chức, cho nên là mọi người đều đi làm hết, cho nên là cũng không thể nào gặp mặt đông đủ mọi người. Thì có mỗi mình cô ở nhà. Cháu cũng từ thành phố lên nên là cũng kịp chuẩn bị một cái món quà nho nhỏ để biếu gia đình.
Thì đây cũng không có gì nhiều đâu ạ. Đây chỉ là cái tình cảm và cái chuẩn bị trước của cháu. Thì cũng muốn biếu cho gia đình thì mong cô nhận. Với cả là cũng rất là cảm ơn cô. Hôm qua cháu rất cảm ơn cô. Và hy vọng rằng là lần sau nếu mà cháu có dịp thì cháu sẽ về thăm cô chú. Thì hôm nay rất là vui khi mà giờ thì biết nói sao nhỉ. Bữa tiệc nào thì sẽ đúng lúc tàn thôi. Đến thì con cũng chả có món quà gì để tặng cô Vân. Bởi vì là con cũng biết được hoàn cảnh của cô như vậy. Thì con xin phép là đây là món quà của con tặng cho cả em Nhi. Yeah. Tập vở. Nhưng mà chả biết là tập vở này em Nhi viết có được hay không. Có phải là vở cấp 2 hay không, hay là vở cấp 1 nữa. Đúng không? Đúng vở kiểu này không? Vở kẻ ngang này này. Đúng không? À, đây thì con xin phép là tặng cho cô. Rồi, cảm ơn con dạ, nha. Vâng, tặng cho bé Nhi đã. Cô ơi, thế cháu xin phép cô cháu về Hồ Chí Minh đấy ạ. Rồi, dạ, thế cô lại mạnh khỏe. Dạ. Dạ, chào cô ạ. Mình nghĩ rằng là trong cuộc sống thì cũng có rất là nhiều người tốt. Nhưng mà để mà một cái sự xuất hiện đột ngột của mình đêm qua để đến nhà cô chú và xin được ở nhà cô Hoàng thì mình cảm thấy rằng là họ là những người rất là tốt và mình thực sự rất may mắn. Đi dạ. Nha, chúc con thành công ha. Dạ, con cảm ơn cô. Trong sự nghiệp của con nha. Dạ. Rồi. Như vậy cũng đã đến lúc chia tay gia đình. Những món quà đã được gửi lại, tuy nhỏ nhưng nó thay cho lời cảm ơn chân thành nhất của những người từng được cưu mang. Và nó sẽ là một kỷ niệm đẹp cho những người vô tình biết nhau nhưng lại trở nên thân thiết. Ơi chào cả nhà nha. Dạ. Món quà của anh Đông Hùng dành cho em không chỉ là món quà tinh thần mà còn cả món quà vô giá để dành cho em, để em tiến lên trên con đường học tập ngày càng nhiều. Hùng rất là bình dân, rất là vui tính, rất là gần gũi với tụi cô, không có cái tính mà cách xa biệt, rất là gần gũi, rất là dễ thương. Hy vọng rằng là cô chú sẽ luôn khỏe, anh chị cũng sẽ luôn khỏe và công tác tốt, và các em bé ở nhà thì sẽ mau lớn. Và hy vọng rằng là một ngày nào đấy thì cháu có thể đến được gặp cô chú và cảm ơn một lần nữa. La. Yeah, anh được mấy cái? Không biết đếm à? Nhìn không thấy à? Chỉ được 2 thôi à? 3. Ui. Thế ra mày phải giải anh một cái chứ. Vì một cái giúp em thắng cái trò ăn mì ấy. Thôi giúp em thắng. Ăn cái đấy nó không hề vui vẻ cái gì cả. Nhưng em vẫn thắng, em vẫn phải được 3 cái vì mình cảm thấy rất mệt. Nhưng mà rất vui. Và nếu mà bạn nào mà có ý định chơi xấu nhau hoặc như thế nào đấy thì nên suy nghĩ kỹ. Bởi vì ví dụ như mình đã là suy nghĩ kỹ lắm rồi mà Đông Hùng vẫn phát hiện ra và vẫn nhất quyết là đòi một lá cờ. Cho nên là dù sao nếu hôm nay mình phải là người chiến thắng thì mình cũng sẽ còn lâu mới tặng cho Đông Hùng một cái cờ nữa. Bản thân Hùng đã có những trải nghiệm rất là vui khi được ở cùng với cả những người dân ở Tiền Giang. Đó là những trải nghiệm mà ông Hùng nghĩ là có lẽ đi suốt cuộc đời này Hùng sẽ không bao giờ quên mất. Phương Linh vẫn là người đạt được huy hiệu của chương trình nữ khách 24 giờ. Xin chúc mừng Phương Linh. La 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 li la la li li la la la. Thật ra ông Hùng nghĩ là cái huy hiệu này chính xác phải là của mình. Bởi vì mình có sự độ lượng rất là lớn. Cái gì thuộc về mình nên bình tĩnh nhở? Đó, đây là cái điều mình biết trước rồi. Thông qua chương trình này, Đông Hùng rất muốn gửi tới những anh chị em nghệ sĩ chưa được tham gia chương trình là Lữ Hách 24 giờ là hãy đăng ký, nhanh chân đăng ký tham gia chương trình này. Vì đây là những trải nghiệm rất là quý giá đối với những chị em nghệ sĩ. Xin chào và hẹn gặp lại.